Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 21 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Thì trong phần này chúng ta sẽ tiếp cận với một cái bài với chủ đề là Dùng Pao Mian Zuo Quảng Quan Ta Jie Yǒu Wǔ Shí Wàn Fěn Shí. Bây giờ mình giải thích tựa đề này nhé. Dùng Pao Mian, rồi Pao Mian là mì gói. Pao Mian là mì gói. Mì gói nó còn một hai từ nữa, ví dụ như ta có từ phang bian mian. Phang bian là thuận tiện, phang bian mian là mì thuận tiện á, tức là dễ nấu dễ ăn á, phang bian mian cũng được. Còn có một từ nữa là chi sử mian. Chi sử là tức thời, chi sử mian là mì tức thời, tức là mình có thể ăn liền, ăn ngay lập tức, chi sử mian. Như vậy là dùng pao mian là dùng mì gói, zuo quảng quan là làm cái vương miện, cái vương miện tức là cái nón mũ của ông vua ông đội đó. Rồi chua quảng quan, ta chị yếu vụ sứ quan phần xưa, bà chị đó, tức là người đó, người chị đó, hoặc là một bà chị gì đó, mình cũng có thể dịch như vậy. Yếu vụ sứ quan có 50 vạn, tức là có 500 ngàn phần xưa, tức là người theo dõi, người hâm mộ. Dùng pao mian chua quảng quan, ta chị yếu vụ sứ quan phần xưa. Rồi phần xưa là người hâm mộ. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần xem thế nào nhé. Trung Quốc hở nản tờ sáu ta chế Yên nền chén khai sử dụng phê u Zô y phụ Zô y xé hào quản tờ sư phiến. Hẳn tố sử hô Tha tờ nữ ở hãy băng trụ tha Hai sư phiến. Xên dài tha zô tờ sư phiến 已经有50万粉丝了。人们都很喜欢他用泡面做的网关。开始的时候，他的家人觉得他做的视频不好看，但是看到他非常喜欢做这些事，家人也不说什么了。Vừa rồi mọi người có nghe và hiểu được nhiều không ạ? Sau đây thì mình giải thích nội dung chi tiết nha. Trung Quốc Hở Nản, tức là vùng Hà Nam hoặc là tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Trung Quốc Hở Nản tờ sáu ta chè. Sáu là Tàu, là họ Tàu. Sáu ta chè mình dịch là chị Tàu hoặc là cô Tàu, chị cái chị mà họ Tàu đó đó. Vậy thôi. Trung Quốc Hở Nản tờ sáu ta chè là chị Tàu, người ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Yi nén chén khai sử dụng phây u cho y phụ. Một năm trước, yi nén chén là một năm trước. Khai sử dụng, bắt đầu dùng. Dùng cái gì nè? Dùng phây u, dùng phế vật, tức là dùng phế liệu. Phế vật tức là những cái vật bỏ đi. Phây u cho y phụ, để làm thành quần áo. Cho y xe hào quản là sư phiến. Cho y xe làm một số. Sư phiến là video clip. Zô y xé, sư phiến là làm một số video clip. Mà những cái video clip này như thế nào? Zô y xé, hào quản tờ sư phiến. Một số cái video clip rất là vui. Hào quản này tức là mang tính chơi vui thôi. Ví dụ hỏi ngày mai đi đâu? Ngày mai đi đầm sen. Ở đó chơi có vui không? Rất vui. Những cái của mình suy nở, suy liễn thẳng. Na hào quản mà, na cái địa phương hào quản mà, cái chỗ đó có vui không? Chơi có vui không thì gọi là hào quản mà. Rất vui, hẳn hào quản. Hào quản chứ chi, vui thì đi. Rồi, tiếp luôn. Hẳn tố sử hô, rất nhiều khi thì mình dịch là nhiều khi thôi. Hẳn tố sử hô, tha tên nữ ở là con gái của chị ấy. Hải ban tru tha còn giúp chị ấy. Thay sư phiện tức là quay video. Hay là quay sư phiến là video. Hình tố sử hô tha tên nữ ở hải băng chú tha hay sư phiến. Rất nhiều khi con gái của chị ấy còn giúp chị ấy để quay video. Xin chai tha chô tờ sư phiến. Hiện nay hoặc là bây giờ, những cái video clip mà chị ấy đã làm ở tha chô tờ sư phiến. Dì chín dậu là đã có 50 vạn phần xứ là 50 vạn tức là 500 ngàn người theo dõi rồi. Một con số rất là lý tưởng. Xin chào tha chô tờ sư phiến dì chín dậu 50 vạn phần xứ là. Rỉnh mân tô hẳn xì khoan tha dung pao miên chô tờ quảng quan.
Rỉnh minh, tô hỉnh, xìu hoan, mọi người đều rất thích. Thích cái gì nào? Là cái từ trung tâm của nó là từ quảng quan. Mọi người đều thích cái vương miện. Cái vương miện tức là cái mũ của ông vua, ông đội đó. Rỉnh minh, tô hỉnh, xì hoan, quảng quan đều thích cái vương miện. Và cái vương miện nó như thế nào? Tha dung hao men chua tờ quảng quan, tức là cái vương miện mà chị ấy dùng mì gói để làm nên, để làm ra. Vậy thôi. Rỉnh minh, tô hỉnh, xì hoan, tha dung hao men chua tờ quảng quan. Khai sự ta sử hô là lúc bắt đầu, khai sự là bắt đầu. Khai sự ta sử hô là lúc bắt đầu. Tha tờ cha rỉnh, người nhà của chị ấy, trẻ tờ tha chô tờ sư phiền, cảm thấy những cái video clip của chị ấy làm, trẻ tờ là cảm thấy tha chô tờ sư phiền, vô hào khăn, không có đẹp và là không có hay. Tan sư là nhưng, khăn to tha phê sẵn sự khoan chô, trời xe sư, nhưng mà trông thấy chị ấy, phê sẵn sự khoan chô, trời xe sư, cực kỳ thích làm những cái chuyện này. Gia rỉnh về của số sở mơ đó, gia rỉnh về của số sở mơ đó, tức là người nhà cũng không nói gì nữa. Mọi người có nắm hết không nào? Nếu mà có điều gì mọi người không hiểu thì cứ việc viết trong phần comment, mình sẽ trả lời cho các chị ngay nhé. Mọi người nghe lại một lần nữa nào. Trung của hở nản tờ sổ ta chịa, y nền xẻn khai sử dụng phê vụ cho y vụ, cho y xe hào quản tờ sư phiền. Hẳn tối sử hô tha tờ nữ ở hãy băng thá thay sư phiền. Xem dài thay cho tờ sư phiền ý chính hiểu 50万 粉丝了，人们都很喜欢他用泡面做的王冠。开始的时候，他的家人觉得他做的视频不好看，但是看到他非常喜欢做这些事，家人也不说什么了。Và đến đây mình xin kết thúc phần 21 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc các anh chị và các bạn học thật vui. Nhớ like và share cho mình nhé. Xin cảm ơn.